Chiều qua, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc thành phố Long Xuyên, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh An Giang bắt quả tang xe ô tô khách vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc đang bốc mùi hôi thối. Vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 51B-11615 do tài xế Bùi Thanh Nguyên, sinh năm 1964, trú tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang điều khiển có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông nên dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có vận chuyển 75 kg đùi gà đông lạnh, khoảng 80 kg phèo, lưỡi, tim heo đã bốc mùi hôi thối và 500 kg da heo đã qua sơ chế thành bì không rõ nguồn gốc. Qua điều tra ban đầu được biết, số thực phẩm trên được bà Nguyễn Cẩm Há là chủ xe nhận chở thuê từ thành phố Hồ Chí Minh về thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Cuối giờ chiều cùng ngày, vụ việc được bàn giao cho Chi cục Chăn nuôi Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang xử lý theo quy định.